Vì sao trẻ ương bướng khó bảo? Trẻ ương bướng khó bảo là nỗi khổ tâm không cách chi kham nhẫn nực của những người làm cha mẹ. Ai rơi vào tình cảnh ấy mới thấu được cái khổ của kiếp người. Thế gian chẳng tin nghiệp duyên giữa cha mẹ và con cái nên cuộc sống thường phiền não không yên. Nếu bạn có đứa con ngoan thì chẳng có chi bằng. Nhưng nếu con bạn ương bướng khó bảo thì phải biết rằng nó do nghịch duyên, hoặc báo oán hoặc đòi nợ mà đến. Do hai nhân duyên này mà nó khiến bạn khổ sở, đòi cho bằng hết nợ mới thôi. Nếu muốn con ngoan bạn phải giải được cái kiếp nạn này. Cách duy nhất là an nhẫn hướng đến con mà sám hối. Sau đó vì nó mà hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc trì chú, hồi hướng công đức cho nó thì tương lai gia đình mới hạnh phúc an yên. Còn như mê muội quát mắng, hoặc dùng đòn roi theo thế tục thì chỉ chuốc lấy phiền não suốt cả cuộc đời mà thôi. Tin hay không tùy bạn, nhưng mọi chuyện là như thế đó. Chuyện thứ nhất, cảnh sát và phú ông. Tiết Thành và Sử Đình là một đôi phu thê thương nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt, chị thì xinh đẹp, quý phái tao nhã. Trong mắt mọi người, họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ. Họ dù được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ, nhưng thường ủ rũ thở dắn than dài. Họ có hai gái, đứa út tên Bảo Châu, do cầu tự mà có nên cả nhà rất cưng chiều. Bảo Châu thanh tú khả ái, đối với người ngoài bé rất ngoan. Nhưng với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy giận dữ. Bé thường la hét, hễ gặp người thân là đánh. Tiết Thành vì con gái mà phải bước vào đường học Phật. Anh thường tụng kinh, phóng sinh. Nhưng Bảo Châu không chút chuyển tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt. Kỳ lạ nhất là những khi Tiết Thành đi vắng thì các trạng thái bất thường này đều biến mất. Tiết Thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan. Anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô kể. Tâm thái muộn phiền đã khiến người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chịu hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than: tôi hết trụ vững nữa rồi. Bảo Châu khiến tôi lao tâm khổ trí, mệt mỏi đến cùng cực. Phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó? Nếu thật tôi nợ nó thì phải trả thế nào đây? Nghe anh rầu rĩ kể lể, tôi bảo: con cái đầu thai là do ác duyên hoặc thiện duyên mà tìm tới. Bảo Châu hành cha mẹ thống khổ bội phần như thế, đối với các vị đúng là không phải thiện duyên. Thực ra ác duyên này đã kết tụ vào năm 1930 tại bến Thượng Hải. Đầu đuôi như sau: tại sở cảnh sát thuộc bến Thượng Hải cũ, có Hồ cục trưởng và thuộc hạ Tiểu Quách. Hai người chơi thân và hết mực tin nhau. Lúc đó, tại địa phương này xảy ra một vụ án bắt cóc gây chấn động một thời. Gã kia là trùm giang hồ khá tiếng, vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông dùng đó. Người nhà phú ông lo lắng vạn phần, bèn tìm đến Hồ cục trưởng báo án, xin ông giải cứu. Nhưng Hồ cục trưởng tính vốn tham lam, ông thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nộp một khoản tiền lớn rồi mới chịu ra tay cứu giúp. Sau đó ông sai Tiểu Quách đi điều tra sự việc. Dù Tiểu Quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án, nhưng do tên trùm hối lộ cho lão Hồ và Tiểu Quách nhiều hơn phú ông, nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm. Bọn họ chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tưởi. Ông Hồ cục trưởng kiếp xưa, đời nay chính là Tiết Thành. Còn thuộc hạ thân tính Tiều Quách giờ là vợ Sử Đình. Do phú ông trong quá khứ Phúc Lâm chung lòng đầy oán hận, đã thề sẽ báo thù. Ông ta hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng Bảo Châu. Còn tên trùng do tạo tội ác ngập tràn, đến nay vẫn còn thọ khổ hình nơi địa ngục. Tôi bảo Tiết Thành, mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học Phật, nhưng lực sám hối vẫn chưa đủ. Phú ông kia vô cớ bị hại, đâu có dễ dàng buông tha như thế. Vì vậy hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật, phải ăn chay và giữ ngũ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu. Nên thường hành thập thiện và phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho con gái. Hai vị phải trì chí, bền tâm chuộc tội, tinh tấn tu không biến lười. Dẫu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách. Phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu nghiệp. Nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế chừng khoảng 5 đến 6 năm, nhất định sẽ thu được kết quả tốt. Nửa năm sau, Tiết Thành gọi điện tới, giọng xúc động vui mừng. Anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt, còn giờ hồi xưa sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần mạnh khỏe. Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt, để thành một gia đình Phật hóa. Chuyện thứ hai, chủ và tớ. Bà Trương là tổng giám đốc một đại xí nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công nhân.
Sự nghiệp thành đạt dễ dàng này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường thì họ bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm Cường lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành sa sút. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè có khuyên can dạy bảo chi, thảy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mảy may đếm xỉa tới. Càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ bà Trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa, thằng Cường liền nổi quạo. Không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha, khiến ông bị thương mắt phải. Bà Trương giận quá, cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm. Lúc tôi gặp bà Trương, thấy mặt mày bà tiều tụy, mắt đỏ hoe, buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như thế chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho. Vậy mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc bà tiếp. Nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm, thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp, nhưng tất cả đều vô dụng. Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng, tôi rất cảm thông, liền an ủi, giải thích. Phải ôm lấy thống khổ, chịu não phiền nung nấu như hôm nay, tất cả đều do ác nhân đời trước của bà mà ra. Nguyên bà Trương và chồng đời trước cũng là phu thê, nhưng bây giờ vị trí đã đổi. Bà Trương thuở đó mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu nhưng thuộc lại giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu nên rất khinh người. Lúc đó trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nói do thiếu nợ họ, vì vô phương đền trả nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bộc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé, nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý làm dở cái bình hoa quý khiến cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận rồi trói tay chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. May là có một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé khi nó còn thoi thót thở. Nhờ vậy mà bảo tồn được mạng nó. Kể từ đó trong lòng thằng bé đã ôm mầm hận oán. Nó thề, sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội, thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi, lăng nhục thậm tệ, nay đã đầu thai vào làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ Trương. Nó đến là để đòi nợ. Một ngày không xa trong tương lai, đôi phu phụ này sẽ bị nó làm cho tức chết. Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả, bà Trương liền bật khóc. Chồng bà ngồi bên, vội an ủi, đừng khóc nữa bà nó ơi. Hèn gì mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành sa sút, chỉ mê chơi game trên mạng, còn phát tệ đánh cha mắng mẹ. Té ra do thời quá khứ chúng ta đã tạo ác, bất nhân với nó. Bây giờ chúng tôi phải làm sao? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay hai vị phải ăn chay, trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo thuở xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho Cường. Như thế may ra nó có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dân ạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. 3 tháng sau, bà Trương gọi điện tới, xúc động nói, vô cùng cảm tạ ngài, Phật pháp thực quá thần kỳ. Sau khi chúng tôi ăn chay, sám hối, tụng kinh, hồi hướng cho thằng Cường rồi, thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại. Hơn nữa cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa. Đúng là quá giải oán kết oan gia, chỉ có hành theo Phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Trích nhân quả báo ứng hiện đời tập 4, Ni sư Hạnh Doan dịch. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.